Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác một cái mẫu chậu mới, đó là chậu sen nhé, kèm theo 6 sản phẩm vật tư. Đấy, trọn bộ chỉ có 200k bao ship thôi. Chậu sen thì nó là một cái chậu mà hình thức nó gần như là đẹp nhất rồi và rất là bền chắc nhá, nhựa dày này, nhựa HD nguyên chất, rất là dày dặn bền chắc, không cong vênh méo móp gì hết, thậm chí mọi người ngồi lên không sao hết nhá. Bộ này thì gồm 10 chậu. Chậu này là chậu phi 21 nhá. Chậu phi 21. Đấy, kèm theo chậu thì phải là 10 cái móc xanh như này. 10 móc xanh bọc nhựa nha, chống rỉ, rất là bền chắc, treo cả người lên cũng được. Đấy, móc này dài 80 phân. Tiếp đến là 10 cái túi lưới. Đấy, chậu này thì cái khe nó to, túi lưới này để lót chậu nhá, chống rơi giá thể, 10 túi lưới. Tiếp đến thứ tư là một cái túi rêu to như thế này. Túi rêu to phủ mặt chậu nhá, giữ ẩm cho cây. Đấy, rất là cần thiết trong cái mùa đông như thế này. Thứ năm này là một cái túi đá bọt. Nó vừa mang tính thẩm mỹ mà vừa cung cấp những khoáng chất cho cây nhá. Mỗi chậu mình cho một nhúm xíu xíu vào là ổn rồi, là đẹp rồi, đẹp mà tốt. Đấy, thứ sáu là một cái túi phân chuồn quế. Phân chuồn quế này nó có trọng lượng là 500g nhá, bỏ được tầm khoảng 15-20 chậu. Đấy, phân chuồn quế thì cứ bỏ để cho cây nó ăn tự nhiên thôi, rất là tốt. Đó là chọn bộ 6 sản phẩm với tổng giá chỉ có 200k thôi và bao ship toàn quốc. Mọi người mua thì để lại số điện thoại ở bên dưới nhá.